Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô giáo, thưa toàn thể đại chúng. Giờ hôm nay chúng ta tiếp tục học cuộc đời của Đức Phật. Dạ A Di Đà Phật. Xin đại chúng hoan hỷ lắng nghe. Dạ A Di Đà Phật. Nhà thưa đại chúng, vừa rồi chúng ta đã học đến Đức Phật khi mà Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh, đi tìm lối tu riêng của mình, và Ngài đã nhận bát sữa của Sujata, bát cháo sữa của Sujata. Rồi Ngài đến cõi cây Tất Bát La và Ngài trải tòa ngồi thiền 49 ngày đêm, và Ngài thề nguyện như vậy: nếu mà Ngài không thành đạo, dù thịt nát xương tan, Ngài cũng không có rời khỏi nơi đây. Vì thế cho nên là khi 49 ngày đêm Ngài tọa thiền dưới gốc cây, và Ngài đã cái đêm mà bước qua ngày 49, bước qua ngày 49, Ngài hốt nhiên đại ngộ và Ngài đã chứng tam minh vào ngày mùng 8 tháng Chạp. Có nghĩa là sau 49 ngày đêm tọa thiền dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài cái đêm mà đêm bước qua cái ngày 49, cái đêm vừa bước qua thì vào lúc canh một, Ngài chứng túc mạng minh. Có nghĩa là Ngài thấy được vô lượng, vô số đời về trước của Ngài. Ngài có nghĩa là Ngài, vì sao mà Ngài thấy rõ, rất là rõ là Ngài thấy Ngài sanh ở quốc gia đó, cha mẹ là ai, vì sao mà Ngài lại tái sanh ở nơi đó. Và Ngài thấy rất là rõ ràng vô lượng đời, vô lượng kiếp của Ngài. Và Ngài đã từng lên xuống trong sáu nẻo luân hồi, nguyên nhân vì đâu, và với trí nhớ của Ngài rất là rõ ràng, hoàn toàn không có một chút gì lẫn lộn. Ngài thấy rất là rõ ràng vô lượng đời của Ngài như vậy, gọi là túc mạng minh. Đó là canh đầu tiên. Và cái kế tiếp, canh hai, Ngài chứng thiên nhãn minh, có nghĩa là Ngài thấy rõ vô lượng đời, vô lượng kiếp của tất cả chúng sanh ở thế gian, ở cõi ta bà này, tất cả chúng sanh trong tầng hư không khắp pháp giới. Ngài thấy rất là rõ ràng nhân duyên quả báo, nguyên nhân đâu mà chúng sanh bị đọa lạc trong sáu nẻo luân hồi như vậy, nguyên nhân đâu mà có khổ, nguyên nhân đâu mà có vui. Và Ngài thấy vô lượng vô số kiếp về trước của tất cả chúng sanh như vậy. Đó là Ngài đã chứng thiên nhãn minh. Và vào lúc canh ba, khi sao mai vừa mới mọc, chúng ta nghe cái câu kệ, cái câu mà tán Phật đó các vị: nhất độ minh tinh, đạo thành giám pháp lâm. Có nghĩa là coi như là khi vào lúc canh ba, Ngài coi như là Ngài không còn dứt sạch phiền não vô minh, và Ngài không còn đắm trước ở cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài ra khỏi ba cõi, Ngài hoàn toàn, Ngài biết chắc chắn là Ngài không còn sanh tử luân hồi nữa. Sanh đã tận, việc làm đã xong, không còn nghi nữa. Đó gọi là lậu tận minh các vị. Có nghĩa là phiền não của Ngài, vô minh của Ngài dứt sạch, không còn đắm nhiễm trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và Ngài ra khỏi ba cõi, Ngài biết chắc chắn Ngài không còn sanh tử luân hồi nữa. Và sanh đã tận, việc làm đã xong, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó gọi là lậu tận minh. Như vậy tam minh có nghĩa là từ canh 1 cho đến canh 3, Ngài đã chứng tam minh như vậy. Và khi mà Ngài
Chứng tam minh như vậy rồi, chứng tam minh và ngài trở thành một đấng giác ngộ hoàn toàn rồi các vị. Và bắt đầu ngài mới quán sát 12 nhân duyên tứ diệu đế, và ngài tìm ra con đường giác ngộ. Tứ diệu đế có nghĩa là khổ do đâu mà có khổ, chúng sanh vì sao mà có khổ, nguyên nhân vì sao có khổ, và con đường đưa đến diệt khổ, đó gọi là tứ diệu đế. Và con đường giác ngộ của ngài đã tìm ra. Lục thông các vị là do tam minh mà triển khai ra, cho nên là lục thông có nghĩa là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thì cái lục thông này là từ tam minh mà triển khai ra, cho nên là tam minh là nói tổng quát, còn lục thông là nói chi tiết. Lục thông có nghĩa là thiên nhãn thông, có nghĩa là ngài thấy tất cả chúng sanh luân chuyển luân hồi nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh, ngài thấy rất là rõ ràng chúng sanh bị luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp như thế nào, ngài thấy rất là rõ ràng, đó gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông có nghĩa là ngài, cái nghe của ngài ngàn dặm. Và tha tâm thông có nghĩa là ngài biết được cái tâm niệm của tất cả chúng sanh. Và thần túc thông có nghĩa là ngài có thần thông bay đi biến hóa tự tại. Và túc mạng thông có nghĩa là ngài thấy vô lượng đời của ngài, liên tục vô lượng đời của ngài. Và lậu tận thông là dứt sạch phiền não. Cái thông này chỉ có Phật mới có thể là coi như là chứng được cái lậu tận thông này thôi các vị. Tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này chưa có ai mà chứng được cái thông này, đó gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông có nghĩa là dứt sạch tất cả phiền não, vô minh phiền não, không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó là lậu tận thông, chỉ có Phật mới chứng được cái lậu tận này, cái thông thứ sáu này. Và khi ngài chứng, khi mà ngài chứng lậu tận thông rồi, ngài và chứng tam minh lục thông rồi, ngài trở thành một vị Phật, có nghĩa là một vị giác ngộ các vị, đại giác ngộ hoàn toàn. Ngài gọi là Phật. Phật ở đây ngài nói là ngài không phải là một đấng thần, giống như một đấng thần linh có quyền mà thưởng phạt, có quyền mà ban phước giáng họa cho ai, không phải như vậy. Không phải như tất cả các tôn giáo khác nói là một đấng thần quyền có thể là ban phước giáng họa cho tất cả ai đó mình muốn. Ngài nói không phải như vậy. Ngài nói là ngài chỉ là một vị đạo sư, và ngài là một vị đạo sư duy nhất nêu lên cái tông chỉ là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là ngài nói cái sự giác ngộ này, một đấng giáo chủ này không phải chỉ riêng dành riêng cho ngài, mà chất cho tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật giống như ngài. Cho nên ngài là một vị giáo chủ duy nhất nêu lên một tông chỉ là ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Chứ không phải giống như các giáo chủ khác, các tông phái, các cái tông giáo khác là chỉ có một và vị đó có thể ban phước giáng họa, có quyền thưởng phạt. Đức Phật nói không phải như vậy. Và ngài đã thành đạo năm hơn 35 tuổi, ngài trở thành một đấng đạo sư rất là trẻ tuổi vào thời Ấn Độ lúc bấy giờ các vị. Vì tất cả các giáo sĩ Ấn Độ đó lãnh đạo một đoàn thể đó toàn là những cái vị lớn tuổi, phải trên 50 tuổi mới trở thành một vị giáo sĩ, mới lãnh đạo một đoàn thể được. Nhưng mà riêng Đức Phật, ngài là một vị đạo sư trẻ tuổi nhất thời đó. Vì tất cả
giáo sĩ khác, các vị biết là họ phân chia ra cuộc đời của họ, họ phân chia ra rất là nhiều thời kỳ. Thứ nhất là ngài là tất cả họ là phải có gia đình, lập gia đình, có vợ có con, đến 50 tuổi họ mới xuất gia. Cho nên là muốn trở thành một vị giáo sĩ thời Ấn Độ lúc đó thì tất cả những vị này phải trên 50, 60, 70 và có thể trên nữa mới trở thành một đấng giáo chủ được. Chỉ có Đức Phật của chúng ta là một vị giáo sĩ trẻ tuổi nhất, chỉ mới có hơn 35 tuổi thôi các vị. Và ai là người đệ tử đầu tiên của Đức Phật? Ai có cơ duyên này? Theo kinh điển của Nguyên Thủy đó, ban sơ có hai người lái buôn, hai người thương buôn các vị, là người đệ tử đầu tiên của Đức Phật đến quy y Phật, mà lúc này chỉ có nhị quy thôi, là quy y Phật và quy y Pháp thôi, chưa có tăng đoàn các vị, vì chưa có tăng đoàn nên mới có nhị quy thôi. Thì sau 49 ngày Đức Phật thiền định dưới cội cây Bồ Đề, thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, khi sao mai vừa mới mọc, thì bước chân hoàng pháp đầu tiên của ngài trong lịch sử có ghi lại, thì lúc này có hai người thương buôn đi ngang qua cái vùng của ngài đang tu tập các vị. Thì hai người này có cái túc duyên rất là sâu, có người mẹ được sanh thiên và bà thúc đẩy hai đứa con của bà đến quy y Phật, đến cúng dường Đức Phật bữa ăn đầu tiên khi Đức Phật vừa mới thành đạo. Bà thúc đẩy, tại vì bà người mẹ được sanh thiên các vị, cho nên là họ đã sanh lên cõi trời, cho nên họ có cái năng lực này. Họ thúc đẩy hai đứa con của mình đến để cúng dường Đức Phật bữa ăn đầu tiên sau khi ngài thành đạo. Cho nên là hai người con, hai người lái buôn này đến, thương buôn này đến cúng dường Phật bữa ăn đầu tiên. Và khi Đức Phật, sau khi Đức Phật thuyết pháp cho hai vị thương buôn này nghe, hai vị thương buôn này xin quy y với ngài. Thì lúc này ngài chỉ có quy y nhị bảo thôi, Phật bảo và Pháp bảo, chưa có tăng bảo các vị. Khi mà hai vị này quy y với Phật xong thì hai vị này trước khi từ giả, hai vị này cũng rất là lưu luyến, xin Phật là cho con một kỷ vật nào đó để con về quê hương của con để con tôn thờ. Lúc đó Đức Phật mới tặng cho hai vị này một cái sợi tóc các vị, sợi tóc, và hai vị này đem về quê hương. Quê hương của hai vị này là ở Miến Điện các vị, và hai vị này đem về ở Ngưỡng Quang lập cái tháp để mà thờ tóc của Đức Phật. Đến bây giờ tháp thờ tóc của ngài vẫn còn ở Miến Điện các vị. Đó là hai vị đệ tử đầu tiên quy y Phật Pháp, là quy y nhị quy các vị. Và sau khi mà hai đệ tử này quy y với Phật rồi, kế tiếp ngài rời khỏi gốc cây Bồ Đề, ngài đến vườn Lộc Uyển độ năm anh em Kiều Trần Như. Thì khi mà Đức Phật thuyết pháp, những sau khi Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như này nghe, và với cái sự tận tình dạy, hướng dẫn dạy dỗ của Đức Phật, thì năm anh em Kiều Trần Như này trong một tuần lễ đã chứng quả A-la-hán. Thì lúc này tăng đoàn mới được thành lập các vị. Lúc này tăng đoàn mới được thành lập, và lúc này mới có Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì ai là người quy y Tam Bảo đầu tiên các vị? Cái này là sự cũng là cái mấu chốt để chúng ta phải nhớ cuộc đời của Đức Phật đã trải qua như vậy như vậy. Cho nên các vị, chúng ta hãy nghe và ghi nhớ các vị nhé. Hai vị thương buôn đầu tiên là quy y nhị quy, là chỉ có Phật Pháp, chưa có tăng đoàn. Khi Đức Phật độ năm anh em Kiều Trần Như rồi, một tuần lễ sau, năm vị này đều chứng quả A-la-hán. Lúc bấy giờ tăng đoàn được thành lập. Và ai là người hữu duyên quy y đầu tiên là quy y Tam Bảo, trong đó gồm có Phật, Pháp và Tăng.
Thì lúc này Đức Phật và tăng chúng, có nghĩa là năm anh em Kiều Trần Như vẫn còn ở vườn Lộc Uyển. Thì trong một cái làng nọ, thì trong một cái làng đó đó các vị, trong làng đó thì có một chàng trai tên là Gia Xá. Chàng trai này tên là Gia Xá và nhà gia đình rất là giàu có, đã có gia đình, đã có thê thiếp, gia đình rất là giàu có. Trong sử ghi lại là chàng trai này có ba tòa lâu đài cung điện rất là nguy nga tráng lệ để mà hưởng thụ dục lạc, và có cả cái đoàn vũ ca hát kịch, có thê thiếp. Thì sau một cái đêm mà hội họp yến tiệc linh đình các vị, mọi người mệt mỏi ngủ mê mệt, thì lúc đó Gia Xá tự nhiên thức tỉnh, và chàng Gia Xá đi dạo quanh thấy hoa tàn rượu nhạt trà ôi sao mà thê thảm quá, rồi tất cả những cái vị mà những cái người mà phụ nữ ca kịch đó các vị, sau một đêm yến tiệc linh đình đó, sau một cuộc vui đó, tất cả mọi người đều mê mệt và nằm ngủ với cái tư thế rất là khó coi. Cho nên là chàng Gia Xá nhìn quanh quẩn đâu đó toàn là thấy là coi như là sau cái cuộc yến tiệc như vậy, rồi bắt đầu chàng thấy chán nản cuộc đời quá, cuộc đời sao mà vô thường quá, mới đó mới là mới mới vui đó rồi lại kết thúc. Bắt đầu chàng nghĩ cuộc vui nào cũng tàn, cuộc vui nào cũng kết thúc, và sao mà chán nản quá, đau khổ quá, cuộc đời vô vị quá, rồi bắt đầu tâm bất an. Chàng Gia Xá này chạy ra khỏi nhà các vị, và trong tâm lúc nào cũng nghĩ là sao mà thống khổ quá, cái sự vô thường của dục lạc, thống khổ thay vô thường của dục lạc, thống khổ thay tạm bợ của trần gian. Và bắt đầu là chàng Gia Xá chạy chạy đi ra ngoài, và trong tâm bất an như vậy, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ sao cuộc đời vô thường tạm bợ như vậy, thống khổ như vậy. Và vì có túc duyên sâu cho nên là có túc duyên sâu với Phật pháp, vì thế cho nên các vị thiện thần đưa đẩy chàng Gia Xá này đến chỗ Đức Phật. Vì lúc này Đức Phật còn ở vườn Lộc Uyển các vị. Thì chàng Gia Xá này đến tìm đến Đức Phật, thấy mặt mày bơ phờ mà tâm trí rất là khủng khủng hoảng khổ não lắm. Đức Phật biết được cái tinh thần của anh ta đang hỗn loạn, vì thế cho nên Đức Phật thuyết pháp vỗ về cho chàng Gia Xá này. Sau thời pháp, chàng Gia Xá chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Thì khi sáng dậy, người cha không thấy con trai của mình đâu cả, vì thế cho nên người cha cũng tức tốc chạy đi tìm con trai của mình, và không biết như thế nào bất tri bất giác người cha cũng chạy đến chỗ Đức Phật các vị, và hỏi Phật là có thấy con trai của ông đâu không. Đức Phật mới dùng biết trước cái việc sự việc này, cho nên là Đức Phật mới dùng thần túc để cho hai cha con không thấy nhau, không gặp nhau được, mặc dù là chàng Gia Xá đứng sau lưng Đức Phật mà ông ta không thấy con của mình. Và Đức Phật tùy duyên thuyết pháp cho người cha của Gia Xá nghe. Xong thời pháp, người cha của Gia Xá cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn các vị. Khi này Đức Phật mới thâu thần túc lại để cho hai cha con gặp nhau. Và Đức Phật mới nói với người cha là chàng trai này đã chứng quả A-la-hán rồi. Vì khi các vị biết là khi Đức Phật thuyết pháp cho cha của Gia Xá nghe, Gia Xá đứng sau lưng Đức Phật nghe những lời Phật thuyết pháp cho cha mình, duyên lành nhiều đời nhiều kiếp đã trỗi dậy và trí tuệ phát sanh ngay lúc đó, ngay cái thời pháp Đức Phật
thuyết cho cha mình, ngài Chàng Gia Xá chứng quả A La Hán luôn. Và khi chứng quả A La Hán rồi thì Đức Phật mới cho hai cha con gặp nhau, và Đức Phật tuyên bố là chàng trai này đã chứng quả A La Hán rồi. Và người mà chứng quả A La Hán này chỉ có hai con đường, tại vì họ không còn thể nào trở về cuộc sống thế tục nữa các vị. Chỉ có hai con đường, một là hoằng pháp lợi sanh, hai là nhập niết bàn mà thôi. Khi người cha nghe đứa con mình như vậy, vì người cha đã chứng quả A La Hán rồi, cho nên người cha rất là mừng. Và người cha mới cung kính thỉnh Phật về nhà của mình, cũng như đem người con của mình về nhà để ra mắt vợ của mình, và đi xuất gia luôn, thỉnh Phật và con về để mà cúng dường trai tăng các vị. Thỉnh tất cả chư vị về cúng dường trai tăng. Và khi các vị biết là, chúng ta nhớ là trước khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật có nhận bát sữa, bát cháo sữa của nàng mục nữ Su Già Ta, đúng không ạ? Thì nàng, thì cái cô mục nữ này, cô Su Già Ta này chính là mẹ của Gia Xá. Cho nên là nhà của bà ta rất là giàu. Vừa rồi cô giáo có dẫn đoàn về thăm làng và ngôi nhà của Su Già Ta các vị. Bây giờ vẫn còn cái nền móng rất là đẹp, chứng tỏ rằng ngày xưa nhà của Gia Xá, nhà của nàng một nữ Su Già Ta rất là giàu, rất là đẹp. Vẫn còn cái nền móng, mà nền móng rất là đẹp và giàu và rất là đẹp các vị. Vừa rồi cô có dẫn đoàn đi thăm. Thì khi mà coi như Đức Phật về nhà, người cha dẫn tăng đoàn và Đức Phật về nhà, trong đó có con của mình, cúng dường trai tăng, bữa ăn đầu tiên cho Đức Phật và tăng đoàn. Khi Đức Phật và tăng đoàn thọ trai xong, Đức Phật thuyết pháp và truyền tam quy ngũ giới cho cha và mẹ của Gia Xá, là người quy y tam bảo đầu tiên có đủ Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo các vị. Cho nên các vị nhớ cái bước đường hoằng pháp đầu tiên của Đức Phật. Thứ nhất là độ hai người thương buôn, lúc này mới chỉ có nhị quy là Phật bảo và pháp bảo thôi các vị. Và người đệ tử thứ hai, cư sĩ, là cha mẹ của Gia Xá đã quy y tam bảo. Và khi Đức Phật quy y hai vị đệ tử này, là vị hai vị đệ tử đầu tiên được quy y đầy đủ cả Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, sau đó Đức Phật dùng một lời tuyên ngôn để hiệu triệu tất cả đại chúng. Vì lúc này tăng đoàn gồm có 6 người các vị, 5 anh em Kiều Trần Như và Gia Xá là 6 người. Đức Phật hiệu triệu. Sau đó Đức Phật đưa ra một lời tuyên ngôn hiệu triệu như vậy: các ông đã uống nước pháp vị cam lồ và đã chứng đạo giải thoát rồi, các ông hãy đi khắp muôn phương, và các ông hãy nhớ đừng bao giờ đi hai người trên một con đường, phải một người một con đường, vì chúng sanh rất là cần sự cứu độ giúp đỡ của các ông. Và các vị biết là lúc đó Đức Phật và tất cả tăng đoàn 6 người, mỗi người đi một hướng để đem cái giáo pháp của ngài đại chứng để cứu, để giúp cứu độ chúng sanh, giúp cho chúng sanh thức tỉnh giống như mình. Và mỗi người, Đức Phật dạy mỗi người phải đi một hướng, đừng hai người đi chung một con đường, vì chúng sanh rất khổ, đang cần sự cứu giúp của các ông. Và lúc đó Đức Phật cũng đi một mình các vị, mỗi người đi một hướng. Thì trong một trong năm vị nhóm Kiều Trần Như các vị, vị đó tên là Ác Bệ, dịch là Mã Thắng. Khi đi trên đường như vậy thì với
tư cách cốt cách phi phàm của một người đã chứng quả A La Hán, cái việc có cái sự thoát tục, sự giải thoát ở từ bên trong nó toát ra bên ngoài, cho nên ngài có một cái oai nghi rất là định đạt, rất là tự tại, khoan thai, an lạc như thế nào đó đập vào. Cho nên là từ cái sự oai nghi đó, tứ tướng oai nghi đó đập vào mắt của một vị giáo sĩ Bà La Môn ưu tú, đó là tôn giả Xá Lợi Phất. Thì quý Phật tử biết là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị này đều lớn tuổi hơn Đức Phật. Hai vị này thuộc dòng cao quý, con của danh gia vọng tộc, nhà rất là giàu. Và hai người vị này rất là giỏi, đều là thanh niên ưu tú của thời, của đương thời các vị. Thì trước khi hai vị này gặp Đức Phật á, thì hai vị này xuất gia theo đạo Bà La Môn giáo. Và hai vị này rất là giỏi, cho nên là thông thuộc tất cả các cái bộ kinh luật của Vợ Đà, và học thông tất cả các pháp thiền quán của những vị luật sư Vợ Đạo luôn. Hai vị này rất là giỏi các vị, và đã lãnh đạo 100 đồ chúng. Hai vị này đều đã lãnh đạo, mỗi vị là 100 đồ chúng. Và tuy là rất là giỏi, có đồ chúng, lãnh đạo đồ chúng, hướng dẫn đồ chúng 100 vị rồi, nhưng mà cái sự giải thoát của mình cảm thấy nó bế tắc, nó không có lối thoát, vẫn còn một cái gì đó. Cho nên là cả hai người mới thề nguyện rằng là hai người đây rất là thân, hai người đây mới thề nguyện, mới nói rằng nếu mà sau này ai mà gặp được minh sư pháp giải thoát thì phải báo cho người khác biết, vì hai người đã giao kèo là anh em đồng tu và sẽ đi chung một con đường giải thoát mà chưa có lối thoát. Vì thế cho nên nếu mà ai gặp được pháp giải thoát thì phải báo cho cái người kia biết để cùng nhau tu tập, cùng nhau giải thoát. Thì khi và hai người đã gieo kèo như vậy, thì khi trên đường đi, ngài Xá Lợi Phất gặp được một trong năm anh em Kiều Trần Như, đó là Ác Bệ. Thấy cái oai nghi, cái dung nghi tự tại, an lạc, giải thoát từ bên trong toát ra ngoài như vậy, làm cho cái vị tôn giả Xá Lợi Phất này, cái vị giáo sĩ Bà La Môn này chính là Xá Lợi Phất, tự nhiên đem lòng cảm mến, ngưỡng mộ vô cùng. Cho nên là Xá Lợi Phất mới đến hỏi vị Sa Môn Ác Bệ này: thầy của ông là ai, dạy pháp tu gì mà sao ngài thấy giống như là, mà sao là tôi thấy rất là an lạc giải thoát như vậy, ông có thể, Sa Môn có thể dạy lại cho tôi, nói lại cho tôi nghe được không, và thầy của ông là ai? Khi đó Ác Bệ mới nói là: thầy của tôi dạy rất là nhiều, nhưng mà tôi chỉ có nhớ được 4 câu thôi, tôi sẽ nói lại cho ông nghe. Và khi đó Ác Bệ mới đọc là: tất cả pháp từ duyên sanh, tất cả pháp từ duyên diệt, thầy ta là Đại Sa Môn đã tiên thuyết như thế. Thì vì Xá Lợi Phất dính mắc ở chỗ mà tất cả pháp do duyên sanh và tất cả pháp đều do duyên diệt, dính ở chỗ, dính mắc ở chỗ cái câu này. Vì thế cho nên khi nghe hai cái câu này, Xá Lợi Phất hốt nhiên coi như là có cái chỗ ngộ. Vì thế cho nên là ngay lúc đó Xá Lợi Phất chứng sơ quả Tu Đà Hoàn liền, không còn nghi ngờ nữa. Xá Lợi Phất rất là vui mừng về báo lại cho Mục Kiền Liên biết. Và Xá Lợi Phất cũng đọc lại cái bài kệ này, Mục Kiền Liên cũng vì duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, trí tuệ sẵn có. Vì thế cho nên khi nghi đọc bài kệ này, Mục Kiền Liên cũng chứng sơ quả Tu Đà Hoàn giống như ngài Xá Lợi Phất. Và hai ngài rất là vui mừng đến xin quy y với Phật.
làm đệ tử của Phật, xuất gia theo Phật. Khi hai vị này xuất gia theo Phật rồi thì 200 vị đệ tử của hai vị này cũng xin quy y xuất gia theo Phật luôn. Thì lúc này là tăng đoàn lên đến là 205 vị, 206 vị rồi đúng không ạ? Và khi đó Đức Phật đi một mình một hướng, Ngài đi đến làng U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Thì trong làng đó có một vị đạo sĩ thờ lửa gọi là Ca Diếp. Cho nên các vị phải phân biệt, ở trong giáo đoàn Đức Phật có hai ngài Ca Diếp. Một ngài tên là U Lâu Tần Loa Ca Diếp, là vị này đang thờ lửa. Còn vị Maha Ca Diếp là vị sơ tổ của Thiền Tông. Và ngài hiện tại đang còn nhục thân ở tại núi Kê Túc các vị. Ngài Maha Ca Diếp, các vị nhớ ngài Maha Ca Diếp khác ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ngài Maha Ca Diếp hiện giờ ngài vẫn còn đang ở núi Kê Túc, đợi khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời, ngài đem y bát của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trao lại cho ngài Di Lặc, lúc đó ngài mới xả thân các vị. Đó là ngài Maha Ca Diếp. Còn vị này là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Vị này khi mà trước khi gặp Phật thì vị này là đạo bái hỏa, thờ thần lửa các vị. Vị này là một đạo sĩ nổi tiếng, cũng có 500 vị đệ tử và có môn phái rất là đông. Khi Đức Phật đến làng U Lâu Tần Loa Ca Diếp này thì ngài Ca Diếp, ông Ca Diếp này nghĩ mình là lãnh đạo một giáo đoàn tới 500 người, đồ chúng 500 người và môn đồ cũng rất là đông, cho nên khi Đức Phật hiện hữu, vị này không thèm để ý, không quan tâm. Cho nên là Đức Phật xin ở lại một đêm. Thì vị này, đạo sĩ này, những vị đạo sĩ này cũng rất là chơi xấu các vị. Chỉ Đức Phật vào trong cái hang độc lắm. Trong cái hang đó có một con rồng rất là độc. Ai vào trong hang đó một đêm là không còn thay để đi ra ngoài các vị, vì độc long sẽ hại vậy và nuốt ăn thịt người. Vì thế cho nên là Âu Lâu Tần Loa Ca Diếp này, những cái đạo sĩ này chơi xấu, nên chỉ Đức Phật vào trong cái hang đó, hy vọng là ông Sa Môn này vào đó ngày mai không còn thay để đi ra ngoài. Và Đức Phật vào trong đó để nghỉ một đêm. Họ chỉ Đức Phật vào trong đó để nghỉ ngơi, cho nên Đức Phật vào trong đó nghỉ một đêm. Thì đêm đó Đức Phật đã chiến đấu cùng với độc long, với rồng độc đó, và cuối cùng ngài đã thu phục được độc long. Sáng hôm sau ngài ung dung tự tại bước ra khỏi hang. Tất cả giáo sĩ bái hỏa này họ rất là ngạc nhiên và họ đều giống như rúng động hết các vị. Nghĩ tại sao là vị này không có bị, vì độc long rất là dữ, độc long này rất là dữ các vị, chưa từng ai vào mà ra được. Cho nên khi Đức Phật thấy Đức Phật bước ra ung dung tự tại như vậy và thâu được độc long, tất cả họ đều rúng động hết, tất cả họ đều bái phục cung kính hết các vị. Sau đó hai bên đối đáp qua lại, thì vị đạo sĩ bái hỏa đó là tên là U Lâu Tần Loa Ca Diếp đó đều coi như là quy ngưỡng, quy y và xin Phật cho xuất gia gia nhập vào tăng đoàn. Và lúc này là các vị biết là giáo đồ của ông là 500 người đều quy y theo Phật hết, xuất gia theo Phật hết. Trong một thời gian rất là ngắn, U Lâu Tần Loa Ca Diếp và 500 người đệ tử của vị này điều chứng quả A-la-hán. Khi chứng quả A-la-hán thì các vị biết là tất cả họ đều đem những cái đồ thờ mà trước đây, đồ thờ bái hỏa đó các vị, quăng hết xuống sông. Thì tất cả những cái đồ mà đó đó theo dòng sông trôi đi xuống dưới cuối cái dòng sông. Thì ngài Tần Loa Ca Diếp này có một người em ở cuối cái dòng sông đó, cũng có 500 đồ chúng
và cũng nổi tiếng giống như anh của mình, mà anh thì ở đầu sông, em thì ở cuối sông. Khi thấy đồ của anh, đồ thờ cúng của anh mình trôi lởn ngởn như vậy thì người em nghĩ là anh của mình bị bức hại, cho nên là người em tức tốc dẫn đồ chúng của mình đến ngược dòng sông lên cái đầu nguồn đến chỗ anh mình xem như thế nào. Thì người em và đồ chúng đi lên đến nơi thì thấy tất cả họ đều quy y Phật và tất cả họ đều chứng quả A-la-hán. Người em gặp Đức Phật đối đáp qua lại, cuối cùng ông cũng tâm phục khẩu phục và ông cùng 500 đồ chúng đều quy y theo Phật hết. Thì quý Phật tử biết là chỉ có một mùa hạ đầu tiên thôi là các vị thấy là giáo đoàn của Đức Phật đã lên đến là 1.255 vị rồi các vị. Khi đó các vị biết là chàng Gia Xá đó có 500, có 50 người bạn cũng là dòng gia quý tộc, cũng là năm người người thanh niên rất là giàu có, chơi với nhau rất là thân. Khi biết Gia Xá đi xuất gia thì 49 vị thanh niên này là bạn thân của Gia Xá cũng xin Đức Phật xuất gia luôn. Cũng ít lâu sau thì 49 vị này cũng đều chứng quả A-la-hán. Cho nên là chúng ta thấy chỉ có một mùa hạ đầu tiên thôi mà giáo đoàn của Đức Phật lên đến 1.255 vị, đúng không ạ? Hai anh em Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp là 1.000 vị và đệ tử của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên gồm có 200 vị là thành là 1.200 rồi, đúng không ạ? Và người 50 người bạn của Gia Xá đồng xuất gia hết, cho nên là tăng đoàn tăng thêm là 1.250 vị và năm anh em Kiều Trần Như nữa là 1.255 vị, nhưng mà trong kinh chỉ lấy số chẵn thôi các vị, là 1.250 vị thôi. Cho nên chúng ta thường nghe trong kinh là thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, tức là 1.250 vị này là thắng tăng A-la-hán tùy tùng theo Phật, là những vị đệ tử được ghi đầu tiên các vị. Thế cho nên các vị thấy chỉ có một mùa hạ đầu tiên thôi mà Đức Phật, giáo đoàn của Đức Phật lên đến 1.250 vị rồi. Và đến mùa hạ thứ hai nhận được lời mời của vua Tịnh Phạn nên Đức Phật cùng tăng đoàn về thành Ca Tỳ La Vệ. Thì khi trở về thành Ca Tỳ La Vệ các vị, Bà Gia Du Đà La đứng ở trên hoàng thành nhìn xuống thấy Đức Phật và tăng đoàn về thành Ca Tỳ La Vệ, không về thành để ăn cơm, để dùng cơm mà lại khất thực ở bên ngoài. Có nghĩa là Đức Phật khất thực, có nghĩa là xin thức ăn của tất cả những vị cùng ninh ăn mày, là coi như giai cấp hạ tiện nhất trong xã hội. Cho nên là Bà Gia Du Đà La đứng ở trên hoàng thành thấy cái việc này, cho nên là bà rất là kinh hoàng, chạy đến báo cho vua Tịnh Phạn nghe là thái tử đã về tới cung thành rồi mà lại đi xin ăn những cái đồ của cái hạng cùng ninh, hạng ăn mày như vậy, thật là quá dị. Cái điều này họ nghĩ rất là quá dị các vị, vì tập cấp Ấn Độ họ phân biệt giai cấp, họ rất là quan trọng về giai cấp các vị. Cho nên là Bà La Môn giáo là tôn giáo của Ấn Độ, Bà La Môn giáo là tôn giáo của Ấn Độ các vị, là đạo giáo này có từ xưa các vị, trước Đức Phật 3.000 năm. Đạo giáo coi như là Bà La Môn giáo là một tôn giáo ở Ấn Độ đã có từ xưa trước Đức Phật hơn 3.000 năm. Và theo Ấn giáo họ quy định đó các vị, con người sanh ra từ từ Đức Phạm Thiên, và Phạm Thiên là Thượng Đế,
là chủ tể. Họ tưởng tượng như vậy, người Ấn Độ họ tưởng tượng như vậy các vị. Và tất cả mọi người đều sanh ra từ đấng Phạm Thiên. Người mà sanh ra từ miệng á, là thuộc giai cấp Bà La Môn. Người sanh ra từ miệng của Phạm Thiên á các vị, là họ cho đó là thuộc giai cấp Bà La Môn. Còn người sanh ra từ hai vai của Phạm Thiên á, thuộc về giai cấp, những người đó thuộc về giai cấp Sát Đế Lợi, là gìn giữ giang sơn xã tắc, là làm vua chúa các vị. Còn người mà sanh ra từ bụng của Phạm Thiên thuộc giai cấp là sĩ nông công thương, là giai cấp thứ ba. Sĩ nông công thương là giai cấp này chuyên làm ra củ cải để phục vụ hai giai cấp trên. Và giai cấp cuối cùng là giai cấp Thủ Đà La, sanh ra từ bàn chân, là giai cấp này là thuộc giai cấp cùng đinh trong xã hội, giai cấp nô lệ, sanh ra là chỉ làm nô lệ mà thôi. Đó là họ phân chia ra giai cấp như vậy các vị. Đạo Bà La Môn giáo, đạo Ấn giáo, họ phân chia giai cấp rất là khủng các vị. Cho nên là giai cấp Bà La Môn sanh ra thuộc cái hàng quý tộc, và giai cấp này thuộc cha truyền con nối các vị, sanh ra là được ở dòng quý tộc. Còn giai cấp Thủ Đà La là sanh ra là thuộc cái hạng cùng đinh nô lệ, phân chia là như vậy các vị. Và giai cấp Bà La Môn họ đi đâu họ cũng cầm cái sâu chìa khóa các vị. Trong cái khâu chìa khóa đó rất là nhiều chìa, họ biểu trưng rằng là họ đã nắm giữ tất cả những bí mật trong vũ trụ này, họ cho họ là như vậy. Còn những người mà giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Hạ Tiện, giai cấp Cùng Đinh, giai cấp Nô Lệ các vị, là đi ra đường là phải mang theo một cái chuông, đi tới đâu là tiếng chuông len kẽn tới đó, để cho mọi người biết đây là giai cấp Hạ Tiện, giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Nô Lệ, giai cấp để họ biết là giai cấp thấp. Cho nên là để cho mọi người đều tránh xa cái vị này ra. Giai cấp Thủ Đà La này không có được quyền là một con người. Vì thế cho nên là giai cấp này chỉ cần cái bóng của cái vị này mà coi như là mà chạm đến cái giai cấp trên đó các vị, chỉ cái bóng thôi, cái bóng của người này chạm giai cấp trên là họ bị chặt tay chặt chân đó các vị. Cái luật mã nổ họ đưa ra rất là khắc khe như vậy, và đến bây giờ đạo Bà La Môn giáo vẫn còn như vậy. Họ đi ra đường là họ cầm một cái sâu chìa khóa, và cái chìa khóa và cái sâu đó rất là nhiều chìa, họ biểu trưng là họ nắm tất cả những bí mật trong vũ trụ này. Đến bây giờ đạo Bà La Môn giáo vẫn còn như vậy. Và hạng coi như là dòng Thủ Đà La cùng đinh là coi như là hạng nô lệ xã hội Ấn Độ bây giờ vẫn còn các vị. Họ rất là khổ, họ sống làm người mà không được làm người, không được coi là con người, họ tự sanh tự diệt. Xã hội Ấn Độ không có quan tâm để ý đến họ, họ sống chết như thế nào cũng mặc, đến bây giờ vẫn còn như vậy. Họ không được học hành đâu các vị, cho nên là họ vẫn còn khổ. Tuy là khi Đức Phật ra đời đã sang bằng những cái giai cấp này rồi, nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì những cái giai cấp này, giai cấp Bà La Môn này họ tự hồi phục lại. Đó là chúng ta nghe sơ qua về lịch sử Đức Phật, thời Đức Phật còn tại thế như vậy. Và lần sau chúng ta sẽ nghe tiếp về cuộc đời của Đức Phật. Mời tất cả đại chúng chắp tay để hồi hướng. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh nước Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Bát Đại Chứng Minh. Con kính tri ân các ngài, kính tri ân cô giáo, và cảm ơn tất cả đại chúng đã hoan hỷ lắng nghe. Và xin tạm biệt đại chúng, hẹn gặp lại đại chúng tuần sau. A Di Đà Phật.